Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, những phân tích về lý do chọn Tây Nguyên là chiến dịch then chốt trong chiến cuộc mùa xuân năm 1975. Năm 1975, ta phải chọn hướng mở màn đòn chiến lược then chốt ở đâu để chia cắt, cô lập, tạo đột biến, chuyển hóa thế trận có lợi cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975. Câu trả lời là, nơi đó phải hiểm yếu, dễ chia cắt, khó ứng cứu cho nhau nơi đó ta có lợi thế về binh lực và chi viện ứng chiến nhanh. Sau trận mở màn giải phóng Tây Nguyên, ta chưa tiến về Sài Gòn mà thực hiện đòn tiến công giải phóng Huế Đà Nẵng. Nhiều tài liệu nghiên cứu, tổng kết cho thấy, Bộ Tổng Tư lệnh khi đó đã không chọn đòn chiến lược then chốt mở màn ở miền Tây Nam Bộ với các lý do, đồng bằng sông Cửu Long Đông Dân, quân đội Sài Gòn ở vùng này, quân đoàn 4, quân khu 4 tuy yếu, nhưng kinh dạch nhiều, địa hình không cho phép triển khai binh khí kỹ thuật, chiến xa cơ giới, khó triển khai tác chiến hiệp đồng binh chủng, khó chia cắt chiến lược, hướng phát triển tiến công tiếp theo không thuận. Còn ở hướng Nam Vĩ tuyến 17, Trung Trung Bộ là địa bàn của quân khu 1, quân đội Sài Gòn. Đây là nơi địch đối kháng với quân giải phóng nhiều năm liền. Có thời kỳ ác liệt như năm 1972, ta với địch từng giành giật quyết liệt, địch bố trí lực lượng đông, thường xuyên có tới năm sư đoàn chủ lực. Nếu ta tiến công dọc theo chiều dài đất nước sẽ phát sinh nhiều khó khăn ở phía bắc đèo Hải Vân, từ lâu địch sợ ta đánh chia cắt ở khu vực đồng bằng sông An Lỗ, Thừa Thiên Huế, bởi đây là khúc dễ chia cắt nhất. Tướng Lê Quang Lưỡng, Sư trưởng Sư Dù Ngụy, từ năm 1974 khi phải điều các lữ dù đi cứu Thượng Đức Quảng Nam, đã sớm nhận ra mối nguy này nên luôn luôn cảnh giác, đề phòng, mất yếu tố bí mật, bất ngờ. Nam Hải Vân, nơi ta đã đánh thắng địch ở Thượng Đức, cách Đà Nẵng không xa, địch tăng cường bố phòng, trung bộ khó có thể đánh bất ngờ. Về quân sự, địch từ lâu đã có hệ thống căn cứ liên hoàn chặt chẽ, dày đặc. Nơi địch có một loạt căn cứ hải quân, sân bay chính, phụ, nhiều trận địa pháo, hệ thống tiếp tế, kho tàng binh khí mạnh, các tuyến triển khai cơ giới để phản kích nhanh, phát huy hết ưu thế cơ động, hỏa lực, tác chiến liên binh trùng. Nơi đây địch có 100% lực lượng chủ bị chiến lược là hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến mạnh, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa dễ chi viện cả phi pháo và binh lực, kể cả có thể có sự can thiệp trở lại của hạm đội 7 Mỹ. Rõ ràng đánh điểm huyệt, vỗ mặt vào nơi thủy, lục, không quân, quân chủ bị mạnh của địch. Khó đạt được yêu cầu, khi địch phản kích dùng nhiều lực lượng tái chiếm, ta sẽ gặp khó khăn. Còn tại địa bàn quân khu 3, quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa, thuộc miền Đông Nam Bộ, quân giải phóng không chọn đòn chiến lược then chốt mở màn vì nơi đây địch có lực lượng ổn định hệ thống căn cứ ứng cứu liên hoàn, sức cơ động, hỏa lực còn nguyên vẹn, lực lượng đồn trú chưa bị quân giải phóng đánh lớn, trừ đường 13, An Lộc, Phước Long. Tại Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa, Vũng Tàu, địch có nhiều căn cứ vững chắc, đường giao thông cho cơ động chiến xa tốt, nhiều sân bay có thể ứng cứu đường không nhanh. Khu vực này dễ được chi viện từ miền Tây lên, Tây Nguyên xuống, Nam Trung Bộ vào. Nếu đột phá chiến dịch, sau đó triển khai tiếp sẽ khó khăn chiến sự có thể kéo dài. Nguồn tiếp tế từ các kho chiến lược trên Trường Sơn khó tới kịp. Như đã diễn ra cách đây đúng 45 năm, địa bàn quân khu 2, quân đoàn hai ngụy là khu vực Tây Nguyên, được các nhà quân sự tài ba của Việt Nam nghiên cứu khá kỹ để tìm giải pháp hóa giải nếu tình thế địch điều quân ứng cứu ở quy mô chiến lược xảy ra. Nơi để mắt đầu tiên của các nhà chiến lược quân sự của ta là sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến, lực lượng chủ bị chiến lược của Ngụy sẽ phản ứng ra sao khi ta điểm huyệt trận then chốt mở màn ở Buôn Mê Thuột? Sở chỉ huy chiến dịch không chỉ có tin hàng giờ về động thái của quân đoàn hai ngụy mà còn giao cho trinh sát chiến lược, chiến dịch và trinh sát các đơn vị luôn phải căng tài, căng mắt, nắm chắc tình hình địch và không bỏ qua một động thái nào của chúng, đề phòng khả năng địch đổ quân phản kích chiếm lại địa bàn. Nếu địch điều lực lượng này, chắc chắn sẽ sử dụng cơ động đường không, vì cả ba tuyến giao thông đường bộ quan trọng đã bị chia cắt tại khu vực An Khê đường 19, chia cắt đường 21, tận dụng vật cản tự nhiên là đèo Phượng Hoàng. Sẽ cắt đường 14 ở Thuần Mẫn vào sát ngày mở màn chiến dịch. Khả năng cơ động đường không bằng máy bay cánh bằng C-130 cũng loại trừ. Vì hỏa lực pháo chiến dịch của ta đủ sức bắn phá các sân bay, đều đã nằm trong tầm ngắm pháo 130 ly. Vậy chỉ còn cơ động bằng dù và trực thăng, nhưng khả năng này lại hạn chế về vận chuyển số lượng lớn. Nếu chọn bãi đổ quân, ta sẽ kịp điều lực lượng tới nhanh chóng. Việc sư đoàn 10 của ta sau khi đánh Đức lập cơ động nhanh về phía Đông Buôn Mê Thuột, làm lực lượng dự bị chiến lược cho thấy sự sáng suốt của bộ chỉ huy chiến dịch. Lúc này vai trò của lực lượng phòng không chiến dịch rất quan trọng trong việc phá đội hình máy bay, khóa vùng trời. Ta có cả một lữ đoàn pháo phòng không 234, đại đội tên lửa Vác Vai A72 cùng nhiều súng máy phòng không 12,7 mm sẵn sàng đón đánh. Trên thực tế, sự phản kích của địch ngay sau trận Buôn Mê Thuột địch sử dụng trung đoàn 45, pháo đội 232 và tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 44 đổ quân từ căn cứ Phượng Hoàng, Tây Cu về Phước An, đã bị ta đánh tan tác, cho thấy bộ chỉ huy chiến dịch đã tính toán rất kỹ, cả khi quân dù hoặc thủy quân lục chiến tới. Theo hồi ký của Thiếu tướng Phan Hàm, Tổng hành dinh Hà Nội đã tính xa hơn. Từ ngày 5 tháng 3 năm 1975, trước 5 ngày mở chiến dịch Tây Nguyên, trên đã lệnh cho mặt trận Huế Trị Thiên mở đợt tấn công rộng khắp, không chỉ giam chân hai sứ đoàn chủ bị của địch tại chiến trường Trị Thiên, Huế, làm cho địch lúng túng, cong địch ra mà đánh. Bình pháp này được ứng dụng triển khai thực hiện rất thành công ngay đầu những ngày tháng 3 nóng bỏng. Ngày 5 tháng 3, ta đánh sập cầu An Lỗ Huế, tiếp đến phục kích trên đèo Hải Vân. Vây ép một số điểm cao ở Bắc Quảng Trị là điểm cao 365, động ông do cao 235. Thực hiện đúng chỉ thị của Tổng Hành Dinh sớm hoạt động tác chiến, vừa thu hút chú ý của địch, nghi binh chiến lược, vừa giam chân lực lượng hai sư đoàn chu bị, không cho chúng giành tay ứng cứu cho nhau, vừa tạo thế chiến lược cho toàn miền. Lúc này, sư đoàn bộ binh 324 và trung đoàn công binh 219 của ta ngày đêm dồn sức làm đường lên động chuổi, cao điểm trên 1.000 mét, cố đưa cho được nửa số pháo bố trí trên các mỏm, nòng chĩa thẳng vào các vị trí của địch ở phía Nam Huế. Ngày 8 tháng 3, Trước khi Tây Nguyên nổ súng một ngày, các trung đoàn của quân khu Trị Thiên và quân đoàn hai đồng loạt tiến công trên hai hướng, phía bắc là Phong Sơn, phía nam là đường 14. Một bộ phận lực lượng tập trung của Quảng Trị tiến công vào quận Lị Hải Lăng, địch hoảng sợ, rút bỏ 11 điểm chốt. Trên đường 14, đúng 5 giờ 45 phút, sư đoàn 324 nổ súng tiến công. Sau 30 phút đánh dồn dập, pháo chuyển làn vào sân bay Phú Bài và các trận địa pháo của địch ở La Sơn ấp 5, còn sư đoàn 325 gấp rút chuẩn bị để tiến công vào khu vực Kim Sắc, cao điểm 560 để phối hợp, đồng thời bước đầu thực hiện việc chia cắt quốc lộ 1. Thế là hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến, vốn là quân cơ động của địch, buộc phải biến thành quân đồn trú, bị treo chân tại vùng đất nóng bỏng từ lâu này. Nếu bị điều đi thì mặt trận trị thiên tan vỡ, nếu buộc treo chân ở lại thì còn ứng cứu cho ai. Chẳng bao lâu, như lịch sử đã diễn ra, chỉ sau chưa đầy hai tuần, hai sư đoàn chu bị chiến lược của Ngụy bị điều đi, không phải cho Tây Nguyên mà cho ngay quân khu 3, bảo vệ sự tồn vong của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì lập tức chiến trường trị thiên rồi cả Đà Nẵng, với sự nỗ lực của quân giải phóng đã tạo đột biến. Đòn tấn công thứ hai giải phóng Huế Đà Nẵng được thực hiện chỉ trong 3 ngày, không cho địch kịp co cụm về Sài Gòn, để sau đó ta thực hiện đòn tấn công cuối cùng, giải phóng Sài Gòn gia định, chiến dịch Hồ Chí Minh. Vì thế có thể nói, năm 1975, bước chân của những chiến sĩ giải phóng tăng nhịp bước, nhịp bước thần tốc, chứng minh sự lựa chọn hoàn hảo của các nhà chỉ huy quân sự Việt Nam chọn đột phá từ Tây Nguyên, tạo giá trị nghệ thuật tác chiến, chia cắt địch, cô lập địch để diệt địch, tạo đột phá chiến dịch thành công, tỏ rõ tài cao trong dụng binh phá thế, lừa địch, điều tuyệt vời là tạo lực mới, càng đánh càng mạnh, tạo thế chiến lược mới cho toàn miền. Người xưa đã nói trong dụng mưu, xây lực tạo thế điều binh dụng mưu bao giờ cũng tốt hơn dụng lực trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi